xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em đấy chính là cái sản phẩm bộ jean của BTG. Mình sẽ mở gói cho anh em xem. Bộ này khá là nặng, mình cầm đấy cảm giác là nặng khoảng hơn 1 cân. Mua sẽ có nguyên mác đây. Wow, rất là dày. Đây mình cho bạn xem quần trước nhé. Ta xem quần trước. Dày. Cái này mình nghĩ là xé khó mà rách được, rất là phù hợp với tập PDG. Giờ ta xem áo. Áo mình thấy là rất là nặng, dày. Đây mặt trong bạn nhé, xem mặt trong. Trong đây là size A2. Đặt là bộ màu đen, đen cam. Rất là dày, chất rất là mịn. Đây các bạn nhìn kỹ mặt nhé. Cái mặt này sờ rất là cảm giác rất là thích, rất là mịn. Không kiểu xù xù